Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn sử dụng phần mềm AWD Smart Access của hãng Sennheiser. Ở video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách check thông tin của các thiết bị phát transmitter bằng phần mềm ứng dụng AWD Smart Access. Như cái video trước mình đã nói, tất cả các thiết bị phát transmitter của hệ thống AWD đã được hãng loại bỏ màn hình hiển thị thông tin. Để làm cách nào chúng ta check các thông tin của thiết bị phát thì chúng ta sẽ vào một ba chấm của phần mềm ứng dụng. Chúng ta sẽ vào mục Check Transmitter. Sau khi bấm vào mục Check Transmitter thì chúng ta sẽ chọn cái thiết bị phát nào mà chúng ta muốn kiểm tra. Ví dụ ở đây mình sẽ kiểm tra cái body bag. Chúng ta sẽ mở ra và chúng ta sẽ bấm vào nút nguồn. Ngay sau khi các bạn bấm nút nguồn thì nó sẽ hiển thị ngay tất cả thông tin của cái thiết bị phát. Ví dụ như ở đây các bạn sẽ thấy là hiện tại cái thiết bị phát body bag này đang có tên là gì, rồi nó sẽ có bao nhiêu phần trăm pin, rồi cái tần số nó đang hoạt động là 52.400 MHz, và tần số nó có thể hoạt động là từ 552 tới 607.800 MHz, và cuối cùng là cái firmware version của nó. Ngoài ra, cái cách kiểm tra này cũng giúp chúng ta nhanh chóng kiểm tra được cái thiết bị receiver nào đang kết nối với cái thiết bị phát transmitter nào. Ví dụ như mình sẽ làm lại cho các bạn xem. Khi mình bấm nút nguồn thì ngay lập tức trên đầu cái thiết bị receiver, màn hình sẽ chớp ngay khoảng 4 đến 5 lần cho các bạn biết, để các bạn khi quản lý một hệ thống không dây nhiều thiết bị receiver từ 10 mấy cái trở lên thì các bạn có thể nhìn ngay vào đó và các bạn có thể thấy được ngay thiết bị receiver nào đang đi với cái transmitter nào, và chúng ta có thể kịp thời điều chỉnh thông số trên đó bằng cách là chúng ta sử dụng phần mềm ứng dụng, hoặc chúng ta có thể điều chỉnh ngay bằng tay. Và tiếp tục, nếu như chúng ta muốn kiểm tra thiết bị khác thì chúng ta sẽ vào cái mục recheck, và chúng ta sẽ làm tương tự đối với ví dụ như ở đây mình sẽ làm cái Camiro cầm tay, thì ngay lập tức trên cái thiết bị nó sẽ hiển thị ngay cái thông tin của Miro cầm tay này, và các bạn cũng để là trên màn hình của cái đầu receiver của cái thiết bị cầm tay nó cũng sẽ chớp như cái body bag hồi nãy. Một điều đặc biệt nữa là mình sẽ nói cho các bạn biết, đối với cái Miro cầm tay này các bạn sẽ thấy ở đây là cái tên của cái cây Miro này đi với cái đầu receiver nha các bạn. Tức là khi chúng ta thay đổi cái tên của cái đầu receiver thì cái thiết bị transmitter nào đi kèm với cái receiver đó sẽ có mang cái tên đó, rất là tiện. Thứ hai là trên cái micro này các bạn sẽ thấy là nó có thông tin. Thứ nhất là cái giải tần số đang hoạt động, và ở đây nó sẽ không có cái giải tần số có thể hoạt động như cái transmitter body bag nha các bạn, nhưng mà nó sẽ thêm một cái mục là capsule. Cái capsule này chính là cái đầu micro mà cái cây thân micro này đang xài. Thì hiện tại cái cây micro này mình cho các bạn xem, cái cây micro này là mình đang gắn đầu E835, tức là mã của nó là một mã model của nó là MMD835 và đang sử dụng firmware là 1.5.0. Các bạn cũng đã thấy là ở đây mình đã để sẵn ba đầu micro cao cấp của hãng Sennheiser, đó là đầu E965, E945 và E845. Như mình nói em trước thì cái thiết bị phát này nó có thể kết nối với những cái đầu micro cao cấp của hãng Sennheiser, và điều đặc biệt là khi các bạn kết nối đầu micro vào cái cây thân micro này. Ví dụ bây giờ mình sẽ chuyển đổi từ cái đầu micro E835. Như các bạn xem, khi mình lấy cái đầu Miro E835 ra và mình sẽ thay cái đầu Miro E965. Đây, mình cho các bạn thấy Miro E965 khi mình gắn vào. Của cái thân Miro ở trong cái phần kiểm tra thông tin nó sẽ hiển thị ngay là MMK965. Nó sẽ thay đổi ngay theo cái thông tin của cái đầu Miro mình sử dụng. Thì cái vấn đề này nó rất là tiện, chúng ta có thể kiểm tra nhanh để kịp thời thay đổi. Ví dụ đây là cây Miro E965 và mình sẽ kiểm tra, mình sẽ đổi lại bằng một cái đầu khác. Ví dụ như bây giờ mình sẽ đổi cái đầu 945 nha các bạn. Mình sẽ đổi cái đầu 945 cho các bạn xem. Và chúng ta sẽ kiểm tra lại lần nữa. Thì ngay lúc này trên cái đầu thiết bị nó sẽ hiển thị ngay là 945 như các bạn thấy. Và cuối cùng là mình sẽ đổi ngay cái đầu E845. Và chúng ta sẽ bấm recheck lần nữa. Rồi, và trên thông tin nó sẽ hiển thị lại là MMD845 như cái đầu Miro mình đã sử dụng. Và tất cả các đầu Miro cao cấp này đều được công ty G-Music phân phối chính hãng tại Việt Nam. Các bạn có thể liên hệ với số hotline, hoặc các bạn có thể truy cập vào website của công ty G-Music để đặt hàng các đầu Miro phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Và mình cũng xin nói thêm một điều nữa là việc thay đổi cái đầu Miro thì nó chỉ hiển thị trên thân Miro tay cầm thì nó mới hiển thị thông tin thôi. Còn đối với cái body bag á, khi các bạn kết nối với Miro cài áo hoặc Miro gài đầu
thì nó sẽ không hiển thị cái thông tin của cái Miro đó nha các bạn. Ví dụ như bây giờ mình sẽ kết nối cái body bag với cái thiết bị Miro gài đầu ở đây là cái Miro ME3 nha các bạn. Đây, mình sẽ kết nối làm cho các bạn xem. Đây là cái Miro gài đầu ME3 của hãng Sennheiser đây nha các bạn. Rồi khi các bạn kết nối vô và chúng ta sẽ bấm recheck trên cái transmitter. Thì đối với cái transmitter của bodybag á, nó sẽ không hiển thị cái thông tin của cái Miro gài đầu hoặc Miro cài áo nha các bạn. Và mình xin bổ sung cái phần mục của cái thiết bị phát này. Thì đối với cái thiết bị phát transmitter này, chúng ta cũng có thể update firmware y chang như cái thiết bị receiver bằng cách là chúng ta làm các thao tác như hôm trước mình hướng dẫn cho các bạn update cái firmware của receiver. Là chúng ta sẽ vào mục update revise và khi lúc này các bạn sẽ thấy hai thiết bị phát sẽ xuất hiện trên màn hình. Ở đây là chúng ta có sẽ cái bodybag SK và cái Miro cầm tay là SKMS. Và chúng ta sẽ bấm vào một mũi tên. Sau khi bấm vào một mũi tên thì các bạn sẽ nhấn, đây để mình làm cho các bạn xem. Sau khi bấm vào một mũi tên thì các bạn nhấn nút xin đồng bộ giúp mình 3 giây. Sau khi nhấn nút xin 3 giây thì trên phần mềm ứng dụng sẽ báo là thiết bị đã được xác định và bắt đầu update. Khi đó chúng ta sẽ bấm vô phần mục update. Thì ngay lúc này thì cái phần mềm sẽ bắt đầu chạy phần update firmware cho cái thiết bị phát. Và các bạn nhớ là chúng ta sẽ giữ cái khoảng cách giữa cái thiết bị cần update với cái điện thoại nó ở một cái khoảng cách nhất định. Và để bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem, ví dụ như trong quá trình update của cái thiết bị phát này nó có giống như cái thiết bị nhận là khi chúng ta lỡ đang update thì mất nguồn. Thì trường hợp như vậy phần mềm ứng dụng sẽ vẫn báo giống như ngay hôm trước của cái receiver là sẽ báo là hiện tượng update sẽ thất bại và chúng ta bấm OK. Khi này chúng ta sẽ đợi cái Miro này lên nguồn trở lại và chúng ta sẽ có ngay hiển thị là cái thiết bị đang bị update fail ở đây và chúng ta sẽ bấm nút update lần nữa. Rồi ngay lúc này thì cái thiết bị nó sẽ đồng bộ và update đi lại cho cái Miro. Và vậy là chúng ta sẽ không có bị vấn đề ảnh hưởng lớn như là khi đang quá trình update mà bị mất pin thì chúng ta sẽ bị mất hư hỏng hoặc là như thế nào. Vậy là phần mềm đã báo chúng ta đã update xong và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra và mở nguồn lại cái thiết bị. Vậy là chúng ta đã update xong cái phần mềm cho cái thiết bị phát bodybag hoặc là transmitter và chúng ta có thể sử dụng ngay. Lúc này chúng ta sẽ kiểm tra lại cái phần mềm ứng dụng trên firmware trên cái thiết bị. Bây giờ thiết bị đã được update lên 1.7.0. Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra thông tin của cái thiết bị phát transmitter của hệ thống AWD. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách setup toàn bộ các thông tin của thiết bị receiver bằng phần mềm ứng dụng Smart Access này, cũng như chúng ta sẽ setup bằng tay trên cái thiết bị nhận này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.